Thưa quý vị, tối 29 tháng 5, Ban tổ chức hội diễn nghệ thuật quần chúng công nông binh tỉnh Tây Ninh lần thứ 14 năm 2022 đã tiến hành đêm công diễn tổng kết và trao giải cho các đoàn tham gia hội diễn. Hội diễn nghệ thuật quần chúng công nông binh năm nay được diễn ra từ ngày 27 đến ngày 29 tháng 5, có 15 đoàn nghệ thuật quần chúng và hơn 500 diễn viên trong tỉnh tham gia biểu diễn. Theo ban giám khảo đánh giá, hội diễn năm nay các đoàn đã có sự tiến bộ về ca, múa, âm nhạc và trang phục, có nhiều giọng ca hay. Hội diễn đã thành công tốt đẹp, đáp ứng yêu cầu cả về quy mô và chất lượng, có nhiều sự sáng tạo nhưng vẫn giữ gìn được nét văn hóa truyền thống. Các tiết mục được dàn dựng công phu với nội dung ca ngợi Đảng, Bác Hồ, hình tượng người lính, tình yêu quê hương đất nước, tinh thần đấu tranh bảo vệ và xây dựng Tổ quốc. Và những tiết mục cũng đã nắm bắt được tình hình thực tế tại địa phương để lồng vào các tác phẩm. Tại lễ bế mạc, ban tổ chức đã chọn ra các tiết mục xuất sắc nhất để trao giải. Với giải thưởng tập thể ở hai bảng A và B, ban tổ chức đã trao 15 giải, trong đó có 3 giải A đã thuộc về Đoàn Nghệ thuật Quần chúng Trung tâm Văn hóa Thể thao và Truyền thanh Thị xã Hòa Thành, Đoàn Nghệ thuật Quần chúng Công an tỉnh Tây Ninh và Đoàn Nghệ thuật Quần chúng Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Tây Ninh. Cùng với đó, ban tổ chức cũng trao 30 giải thưởng cho các tiết mục biểu diễn xuất sắc tại hội diễn lần này.